Bộ Ngoại giao nói về nghi vấn ban tổ chức show Blackpink đăng bản đồ đường chín đoạn. Chiều 6 tháng 7 năm 2023, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Bộ Ngoại giao. Trước thông tin ban tổ chức đêm nhạc của nhóm Blackpink tại Hà Nội đăng bản đồ đường chín đoạn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết quan điểm của Việt Nam về yêu sách đường chín đoạn đã được làm rõ nhiều lần. Với các thông tin liên quan đến show diễn của nhóm Blackpink, cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh. Tiếp tục nội dung trên, phóng viên đặt câu hỏi về việc khi nào kết quả xác minh được công bố chính thức. Nếu có vi phạm thì hình thức xử lý là gì, liệu show diễn có bị cấm hay không? Trả lời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói, các câu hỏi của phóng viên hôm nay cho thấy sức nóng của show diễn Blackpink tại Việt Nam và tôi sẽ chuyển câu hỏi của bạn cho cơ quan chức năng. Liên quan đến việc phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh đường chín đoạn, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, quan điểm của Việt Nam về yêu sách đường chín đoạn là rõ ràng, nhất quán và đã được nói rõ rất nhiều lần. Việc quảng bá, sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có đường chín đoạn tại Việt Nam là vi phạm các quy định của Việt Nam và không được chấp nhận.